là tôi để ý á, map tuyết bây giờ chị cũng ít ai chơi. Người ta chơi nhiều là map sang hốc với lại map Mirama thì phải. Anh em để ý nè, này 10 giây, này 20 giây nè. Sao người ta lại thích bắn map Mirama vậy ta? Bữa xếp bỏ lịch stream hả? À, lịch stream Woody thông báo lại cho anh em biết là anh em Woody live vào 7 giờ tối mỗi ngày. Nhưng mà thứ hai, thứ ba mình ốp, thứ tư PUBG, thứ năm là một game đặc biệt, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật vẫn là PUBG. Thấy tốt, trời ơi, tôi đảm bảo với mấy ông luôn, cái thính rơi chỗ này là đết có ai lụm luôn. Tại vì tôi phải là thằng lụm được, tại vì anh em nhớ hồi nãy là cái máy bay bay bên phải đường bay, mình là thằng bay xa nhất đúng không? Hồi nãy máy bay bên phải đúng không, bay từ 6 giờ tới 12 giờ hay là 12 giờ tới 6 giờ gì đó, mà bây giờ thính rơi sát cạnh trái luôn. Ủa, thêm một cái ở hướng 10 nữa là hai cái, vậy là cái bên trong chắc chắn là đết có ai hết. Anh em tôi chắc chắn một điều luôn, mình là người đầu tiên gặp là chơi luôn, không phải xoắn, không có chuyện xoắn nha anh em, chơi nó luôn. Tôi không tin là tôi nhầm chỗ đâu, hoặc là nó dính ở trên núi trên kia mẹ rồi. Hồi kỳ bị dính ở chảnh cũng mấy lần, không hiểu tại sao luôn. Anh em thấy tôi nói chưa, chắc chắn là nó phải quanh đây. Hai cái lận, không phải tôi nhìn nhầm, làm sao mà nhìn nhầm được. Chúng ta nói là cái gì anh em phải nhẫn nại và quyết tâm, anh em sẽ tìm được. Anh em thấy tôi nói đúng không? Đây, bây giờ chỉ cần quay lại và nhặt thôi, cố gắng tập trung, không được bỏ cuộc. Anh thấy không, cái gì này bỏ cuộc rồi mất liền, gán một tí xíu nữa. Vậy nhưng mà cái thính nãy mình thấy đâu, quên mẹ rồi. Mày rồi này mà tôi nhìn nó đâu, quên rồi. Vậy là sao cái nhà này phải. Trời ơi, một AWM mũ 3 là hợp lý. Kiếm cái 8 đó là có clip cho anh em xem rồi. Anh em thấy tôi nói đúng là cái thính này không ai nhặt không? Không thể nào có người nhặt được. Tại vì á, nó gơi sát xéo khác biệt so với cái dòng bo, thì không có ai lụm được hết cả. Nó rơi quá xa dòng bo, cái đường bay chứ nhầm. X6 cũng được rồi anh em à, X6 là cũng gần X8 rồi. Tí. Vô một trong những cái nhà này á thì nó sẽ an toàn hơn là việc chọn cái nhà cao nhất để vào. Một trong những nhà này sẽ là rất an toàn, tại vì rất nhiều nhà mình chỉ cần chạy xe vào xong mình tấp nhẹ qua một cái là mình vô được à. Là tam bo. Xe Buggy là cái xe dở ẹt nhất trong đây á. Tại vì nó bị lủng bánh cái là mình không có xe, mình không có cái để mình làm cover được nữa, anh em hiểu không? Bây giờ sợ bị bắn á, anh em có một cách là anh em không cho nó bắn anh em. Đấy. Bắn ơi, bắn ơi. Trời ơi, bắn nhiều quá, bắn nhiều quá, bố mày sợ quá, bắn đi, đúng rồi, bắn đi. Bắn ơi nè, đúng rồi, bắn ơi. Sợ quá mà. Sợ đó anh em không? Chỉ cần vô một cái nhà là được. Đến nhà lầu đi. Phải luôn. Yếu lắm rồi. Bên trời bơ qua đó hả? Cái lồng má nó cay thiệt luôn á. Ba thề tôi đéo thể tin được luôn á. Hôm nay phải ngại chơi PUBG rồi. Trời, đây. Anh em có thấy chói không? Có anh em nào thấy chói không? Có anh em nào thấy chói không? Có chói như vẻ đẹp trai của Wendy vậy. Hoặc là chói Trang. Hoặc là chói Trang. Có chói như vẻ đẹp trai của Wendy vậy. Hoặc là chói Trang. Hoặc là chói Trang. Hoặc là chói Trang. Hấp dẫn không?
Tôi phải xin 5 phút được anh em đợi 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 tôi xíu nha. Chết mẹ rồi. Má chưa rửa đít nữa. Ôi đồ 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 cái gì vậy? Ôi. Phải luôn. Chết mẹ rồi. Ôi giời. Không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại. Đạp đôi chân không vào vùng, vào trên sân. Tao đang chạy như tên bay, áo tao ướt mồ hôi. Trời có tối hay là bão, tao vẫn chạy vậy thôi. Đến nay vẫn cầu nén, tao chấp nhận điều đó nhưng làm phía trước của câu. Có những người làm theo phía sau. Toilet, toilet, toilet. Quá dữ, toilet đẹp luôn. Ủa má rồi. Ừ, toilet không có ai. Ủa anh em thôi. Sao tự nhiên mình vô toilet cái mình bắt ỉa nữa ta? Má nãy ỉa gấp quá, hình như là ỉa chưa hết á, sao anh em à? Nãy... Có thằng gần mình. Ok, nó chạy đâu, nó chạy, cái mẹ đó. Cứ để nó chạy đi. Nó chạy qua, nó bắn với thằng kia. Nó càng ngày nó càng muốn chạy qua phải ta. Mà nó thấy phải không ổn là chạy về phía của mình. Lồ chạy hắc rảo thiệt anh em à. Nó cứ để cho nó chạy thoải mái, kệ nó. Nó chạy lên gần rồi mình bắn thôi. Nè, xây X6 cho anh em xây luôn nè. Nè, X6 cho anh em xem nè. Anh em nhìn anh em học hỏi nè, mũ 3 nè. Lấy mũ 3 nữa nha anh em. Nó biết mình trong đây đâu. Tôi xây cho anh em xem nè. Nó lên tới rồi nè. Ở đây tí nó qua mình nhiều nè. Mình ngay đây nè. Trên đây không có đâu, trên đây thì nó bởi đường hết rồi, nó không có nào lên đây đứng hết trơn, đảm bảo luôn. Bên đây qua nè, đây yên tâm, tin tôi đi, bên đây khỏi cần kê luôn, bên đây là tâm vòng, không cần kê luôn, không có bất cứ thằng nào chạy ra đó hết, nó sẽ chiếm nhau ở nhà này, còn không nó sẽ gờ này, không có nào lên trên đầu nó đứng hết. Bên đây có chạy qua thì chạy bên đây qua nè. À, không cần, không cần. Happy New Year nha anh em. Bring that ass back like a boom 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 boom. Tên này về cục đá, không tên này về cây với về... ở đây vẫn không được, nó sẽ dọc bên phải là cái gờ sát dưới đây đúng không? Về cây, tên này về cây, tên này không về cây là không được, bên phải nó đẩy lên, tên này về cây, tên này về cây, tên này về cây mới hợp lý. Tên này không về cây, thằng này nó lên nó lấy cái cây là mình thua. Mình không về cây, tên này thằng này lên lấy cây là mình thua. Mình về cây trước, sau đó mình về núi lại sau, yên tâm. À, không phải, tại vì thật sự là rất là rung tay, không hiểu. Từ đầu bắn đã rung rồi, giống như kiểu 5 ngày nay, cả tuần nay không bắn PUBG sao đó, nó bị rung tay nhiều lắm.